Tập 17. Tôi có nhiều chuyện phải giải quyết ở công ty. Nếu thế này, ngài phải tiếp tục làm vật lý trị liệu. Thưa ngài, ngài muốn ra ngoài gặp người khác trong bộ dạng này sao? Không nổi thì đừng có cố. Đưa bố dọn nhà đi thì hơn. Trời nắng nóng thế này, cháu lại bị trúng gió, ngất xỉu. Mày tới đây làm gì hả Bông? Sao thế ạ? Con trai cả tới thăm bố đang bị bệnh. Bà cũng không được sao ạ? Tôi tới nói với bố chuyện công ty. Chuyện bố định đuổi việc mày à? Mày nói gì? Tôi đã nói chuyện với các cổ đông chính rồi. Mọi người đều đồng ý rằng ai cũng lo lắng cho sức khỏe của bố. Muốn bố được nghỉ ngơi. Và cuộc họp của ba ngày sắp tới, họ định đề nghị bố rời khỏi vị trí chủ tịch hội đồng cấp cao. Hoặc bố sẽ chủ động từ chức. Con khuyên bố nên làm như vậy thì hơn. Mày nghĩ đến chuyện này đã lâu chưa? Nhìn mặt bố đi. Sao mày lại không dám nhìn mặt bố, trong khi con dám làm đến như vậy? Hay là mày thông đồng với ả đàn bà của mày để cướp công ty của bố? Con không có cướp. Bố từng hứa sẽ trao lại công ty cho con. Tự nhiên bố lại đòi lại. Tại đó là công ty của bố. Tự tay bố xây dựng nên. Vậy hả? Tự tay một mình bố sao? Nếu bố không kết hôn với người như mẹ, thì bố có khả năng khiến công ty lớn mạnh được như hôm nay à? Chỉ là nhân viên bán hàng, bán hạt dẻ nướng ở Yawarat. Nếu không có được người vợ làm chức lớn như mẹ, thì bố có khả năng khiến bản thân có được ngày hôm nay không? Bông, và đây là điều mà bố báo đáp mẹ sao? Akin-chan với thằng Barret hả? Tôi hỏi thật lòng bố nhé. Cả đời bố có từng yêu mẹ không? Ý mày là việc mày phản bội bố là vì mẹ hả? Mày không thấy ngượng miệng sao? Mày đã hỏi mẹ mày xem bà ấy thấy ổn hay không chưa? Thì cứ để xem. Đứa con như con, chồng như bố, bà ấy sẽ chọn ai? Và sự thật, mẹ đã chọn rồi. Mẹ ủng hộ con. Và bố đừng nói con phản bội bố, vì bố mới là người phản bội con và mẹ trước. Cậu không nghĩ mình quá đáng trong khi ngày ấy đang bệnh nặng như vậy hả? Không cần phải thể hiện ý kiến. Đây là chuyện của gia đình tôi, bà không liên quan. Ngày ấy không có ý định đuổi cậu thật đâu. Nếu cậu không đến giành công ty thế này, thì cậu sẽ biết ngài đã có kế hoạch để giúp các con có chỗ đứng trong công ty. Các con, ý là con của bà nữa phải không?
cậu có thù ghét gì tôi thì đó là quyền của cậu thôi, cậu Bông. Nhưng Bovaret là em trai của cậu. Đừng xem thằng bé như kẻ thù. Thì nói với nó đi rằng đừng làm kẻ thù với tôi nữa. Bố uống thuốc đi, để đó đi đã. Không được, thuốc là để uống chứ không phải để đó. Con ra lệnh cho bố hả? Đúng vậy. Dạ con còn ép bố nữa đấy. Uống đi, nếu như bố không uống thì con cướp hết tài sản của bố và đem bố đến viện dưỡng lão. Con nghĩ tới việc cướp tài sản của bố hả? Con phải đi giành với thằng Bông rồi. Chỉ có điều con dám hay không thôi. Không cần khiêu khích, bố cũng biết con không quan tâm. Bố bị thằng Bông ra tay như vậy mà bố vẫn không thể trông cậy vào con. Rồi bố sẽ nghĩ ra cách, không cần trông cậy con đâu. Thằng Bông đã lên kế hoạch từ lâu. Dù sao đi nữa thì hiện giờ các cổ đông ủng hộ bố cũng ít hơn nó. Lúc đó con đã nói với bố, hãy báo đáp xã hội bằng cách thuê người cao tuổi làm việc trong các cửa hàng. Nếu lúc đó bố nghe lời con thì ít nhất bây giờ anh Bông có đá bố đi, thì bố vẫn có thể đăng ký là người kiểm hàng. Bố uống thuốc đi. Thằng con nghiệp chướng, xong rồi thì vào đem đồ ăn ra nhé. Dân. Bố uống thuốc rồi hả con? Uống rồi thưa mẹ. Mẹ thật sự cảm ơn con vì đã về ở với bố. Con có biết là bố cần con không? Con về vì mẹ, con phải vì ông ấy. Tao. Tại sao? Mày giỏi lắm hả con két? Giỏi lắm phải không? Nếu mày còn giỡn trò với tao nữa thì lần sau chồng mới của mày sẽ nhận được cả bộ nóng bẩn này. Nếu mày làm thì tao chắc chắn sẽ giết mày. Vậy thì giữ lời hứa đi. Một ghế trong hội đồng quản trị, phòng thương mại và đường xảo trá nữa. Nhà ta đang nghĩ ra một chuyện. Ta muốn quán ba ngầm nữa. Chuẩn bị địa điểm cho tao luôn đi. Quá đáng rồi đó. Tao không cho. Vậy thì mày chọn đi. Mày muốn tao giúp đẩy thằng Bông lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, hay muốn thỏa thuận thất bại? Thằng Bông bị bố đá đít, còn mày sẽ bị tao thịt miễn phí. Thằng Na Đông, thằng khốn nạn. Xóa clip ngay. Sao phải xóa? Tôi cố tình quay mà. Và cô thể hiện rất tốt. Tao bảo mày xóa clip. Không. Bầu không khí trong sạch. Ah.
Hey Win. Thằng Win, mày đổi nghề mới sao? Em chào anh. Chào. Dùng để giao thuốc thôi anh à. Anh dùng cái này trước đi. Ừ, tốt. Anh biết dùng không? Tao ngồi tù thôi chứ tao không có ngu. Tao biết hết về thế giới bên ngoài đấy. Thế anh định đi đâu tiếp? Mà dẫn tao đi mua quần áo tử tế chút. Bởi vì tao sẽ đi gặp con gái yêu quý của tao. Dân được tham, đi nào. Đi. Tại sao mày có thể khốn nạn thế này với tao hả? Mày giỏi lắm sao Kate? Nếu mày còn dở trò với tao lần nữa thì lần sau chồng mới của mày sẽ được nhận cả bộ nóng bỏng này ngay. Mày muốn tao giúp thằng Bông thành chủ tịch công ty hay muốn thỏa thuận tan dở? Thằng Bông sẽ bị bố nó tống cổ, còn mày sẽ bị tao thịt miễn phí. Thằng Na Rông, thằng khốn, xóa clip ngay. Sao phải xóa? Tôi đây đã cố tình quay rồi mà cô cũng diễn đạt lắm luôn. Ta bảo là xóa clip, không xóa. Mày có xóa không? Tao sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu mày còn chưa xóa, tao sẽ bắn mày tan xác ngay tại đây. 1, 2. Cái giận gì mà ghê thế chứ? Tao có ép mày làm thế đâu. Chính mày tự lột đồ dạng chân cho tao mà. Hôm đó mày có nhớ không? Mày dụ dỗ tao tới đây, xé áo tao như một khúc luôn. Câm miệng ngay. Tao đã nghĩ nếu tao chia sẻ clip này lên mạng xã hội thì sẽ có cả 100,000,000 người ấn thích, ấn chia sẻ cho mày. Không chừng còn kiếm được tiền nữa. Nhưng tao không làm. Dù có cả 100,000 cả triệu người thì cũng không hả dạ bằng việc một mình thằng Bông được xem. Và tao cũng rất muốn biết người như thằng Bông sẽ yêu mày thật lòng đến mức nào. Nó có yêu mày thật lòng theo kiểu nó thấy mày có gì đó với tao mà nó vẫn thấy bình thường như không hay không nữa? Cái bản chất của mày vẫn như cũ nhỉ? Vẫn khốn nạn như xưa. Cảm ơn vì đã khen tao. Nhưng cô cũng có thay đổi đâu. Cô cũng là loại người giống tôi thôi. Nếu tôi khốn nạn thì cô cũng lẳng lơ. Sao bảo làm vợ thằng Bông thì cuộc đời giá trị hơn cơ mà. Chỗ nào vậy trời? Theo như những gì tao thấy thì cũng chẳng khác gì con hiếm cả. Thằng khốn nạn. Này, có cảm thấy là tác phẩm của tôi vô cùng có tính thẩm mỹ không? Cả ánh sáng, màu phim lẫn góc máy. Tôi đặc biệt làm để chào đón cô đó. Tôi tin chắc là phụ nữ như cô, nếu tôi chỉ cần thương lượng chút thôi là không lâu sau cô sẽ tự nguyện dùng thân thể để trao đổi với tôi. Và cũng đúng thế thật. Vậy nên tôi mới bật cười và muốn ói thôi. Mỗi khi cô nói là cuộc đời mình tốt đẹp có giá trị này kia. Chỗ nào vậy? Giá trị chỗ nào vậy? Bởi vì thế giới này, những kẻ có quyền lực chỉ toàn là đám đàn ông khốn nạn như mày đó. Lợi dụng tao còn chưa đủ, mày còn coi thường tao không ra cái gì nữa. Sao mày không thử đi hỏi mẹ mày xem? Mày hỏi đi xem mẹ mày có làm như tao không. Hỏi đi. Trời lớn nhỉ. Nhưng tôi khẳng định tôi không ép cô làm như thế. Và tôi cũng không ép cô rên rỉ nữa. Mày biết gì không? Tao cực kỳ kinh tởm mày.
Thấy ghê rợn tẩm lợm như mày. Còn chưa từng mê mày. Không biết đâu. Giờ này chắc chẳng ai tốt bằng anh Bông đâu. Anh Bông siêu đặc biệt, siêu hấp dẫn. Thôi thì tôi sẽ làm theo lời mình hứa nhé. Sẽ giúp thằng Bông hốt công ty bố nó. Còn cô thì làm theo như đã hứa với tôi đi. Nếu còn muốn trừ mặt ra làm vợ nó, thì từ giờ trở đi cô phải làm việc cho tôi. Nếu cô làm trái ý tôi thì cứ chuẩn bị chờ xem. Thằng Bông sẽ tống cổ cô. Nếu nó được thấy clip tác phẩm vui vẻ của tôi nhé. Mày đừng có ép tao quá đáng. Nếu một ngày tao không còn gì để mất, đừng nói tao có thể làm con này con kia. Sát nhân ấy tao cũng làm được. Nếu ngày đó tới thì mày cứ chuẩn bị xác mày cho cẩn thận nhé. Chuẩn bị cho cẩn thận đấy. Nếu mà vất vả quá thì em cứ quay về làm vợ anh như trước cũng được mà két. Anh sẽ dứt bỏ tất cả vì em. Anh nói thật đấy. Kể từ giờ mày chỉ có thể ngủ với tao. Chừng nào tao thành cái xác mà thôi. Anh Bông đang rời khỏi nhà ông chủ rồi đi tìm con két sao? Thế này nhé cô thư ký, nhờ nhắn anh Bông là tôi có chuyện quan trọng cần nói. Không thể nhắn lại chỉ có thể tự nói thôi. Thế nhé. Sao thế mày? Này con bua, mày có biết bây giờ tao đang làm việc ở đâu không? Và tao đang gặp ai không hả? Thế mày gặp ai? Bông, em đi đâu về vậy két? Sao thư ký bảo là em rời khỏi văn phòng từ đầu tối mà? Em đi có việc về. Việc gì? Anh hỏi nhiều làm gì vậy? Em không nghĩ là anh sẽ tới. Cứ tưởng là ở cùng người khác chứ. Em đã quên là anh đã dọn đồ ra khỏi nhà thêm rồi sao? Ý em là Burin, không phải nó đang nằm ở khách sạn chờ anh sao? Bây giờ anh muốn ở bên em hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã làm tất cả cho anh. Anh hứa là bao giờ anh ly hôn được với Tim thì hai chúng ta sẽ kết hôn. Sao lại im lặng thế? Em đã bảo là em đổi ý, muốn kết hôn với anh rồi mà, không phải sao? Nếu như em đã làm gì sai, anh có còn yêu em không? Em nói thế là có ý gì? Em đừng nói là
chuyện phiếu bầu không có gì sai sót đúng không? Em đã nói rõ với mọi người, đặc biệt là Na Trong rồi đúng không? Không phải lo chuyện đó đâu. Thế sao tự dưng em lại nói chuyện làm sai gì đó làm gì? Không biết nữa. Là tự dưng em lại nghĩ tới cô Sandy và nhớ tới Thiên Samon. Hai người đó cũng là người anh yêu mà, không phải sao? Đến một ngày họ phạm lỗi thì anh hết yêu họ. Em chỉ sợ là nếu một ngày em phạm lỗi thì anh có hết yêu em như hai người đó hay không? Kết, em không đời nào giống hai người đó đâu. Với Sandy thì cô ấy khiến anh khó chịu ngay từ ngày đầu cưới nhau rồi. Còn Thi Samon thì nói thẳng thì anh vẫn chưa thể nghĩ ra em sẽ làm gì khiến anh giận em bằng hai người đó được. Không đời nào. Và anh cũng không đời nào dễ dàng hết yêu em cả. Thật ra tôi phải báo với các vị thế này. Tôi đã tiếp quản công ty được nhiều năm rồi. Thời gian này bố tôi thấy rằng ông ấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, cho nên mới xin nghỉ tất cả các chức vụ mà ông đang đảm nhiệm. Tôi vẫn khẳng định như trước là chúng tôi sẽ phải phát triển được trong xã hội của thế hệ mới. Môn quy trình tố tụng. Môn quy trình tố tụng. Cứ tưởng là ai? Quá ra là người từng quen. Rác xã hội như anh mà vẫn còn nhẫn nhơ đi lại được sao? Tưởng mình luật nhân quả báo ứng rồi chứ. Cái gì cơ? Luật nhân quả hả? Nói gì giáo lý Phật Pháp thế? Đi làm đi cô đi thì hơn. Không cần thi làm luật sư đâu. Thi luật sư là đúng rồi. Để còn tống cổ đám khốn nạn vào tù. Nhưng phải thi cho đỗ đã nhé. Vì không biết là 10 năm nữa có đỗ nổi không đây. Có bao nhiêu năm cũng là việc của tôi. Nhưng có vẻ như người quanh đây cuộc đời mới lụng bại trong vòng mấy tháng nữa. Từ trưởng phòng pháp lý công ty lớn, con rể của dòng họ tỷ phú, thành một luật sư vô dụng suốt ngày ngắt ngoải làm mấy vụ không ai quan tâm. Tao nhớ hết. Ai đã làm gì với tao đấy? Rồi một ngày tao chắc chắn sẽ trả thù. Tao mới là người phải trả thù mày. Với những gì mà mày đã làm với tao và những cô gái khác thì mày bị như thế là chưa đủ đâu. Cuộc đời mày còn phải lụng bại hơn nữa. Mày cứ chờ mà xem. Mày vẫn còn mạnh miệng như trước nhỉ? Nhưng tao nói cho mày biết, tao đây chệch hướng không lâu đâu. Cuộc đời tao lận đận không lâu đâu. Ta sẽ trở về đúng ở chỗ cũ thôi. Nếu ta đã trở về chỗ cũ rồi thì tao chắc chắn sẽ xử mày cho xứng đáng với những gì mày đã làm với tao. Sao phải mất công ngồi nghe chó tru thế này nhỉ? Xin phép đi ôn luyện đã nhé. Còn phải lấy kiến thức đi thi. Kiến thức mày lấy từ tao sao? Thế là có ý gì? Thì hôm nay cũng muốn ôn luyện mà, không phải sao? Mày nghĩ tao tới đây làm gì?
Mau đi theo đấy nhé. Xin phép giới thiệu bản thân đã nhé. Tôi là Ferrafon Jasai. Hôm nay sẽ làm giảng viên cho mọi người. Tôi có rất nhiều kiến thức muốn chia sẻ với mọi người. Và tôi sẵn sàng hết mình trao kiến thức cho mọi người. Trước khi bắt đầu, xin phép những người ngồi hàng sau dồn lên ngồi ở đằng trước cho kính đã nhé. Đến lấy kiến thức từ tôi thì phải tôn trọng, hợp tác với nhau chút nhé. Vỗ tay cho các bạn nào. Đi đi nào. Đầy đủ rồi nhé. Nhưng mà nếu ai thấy khó chịu hay không thoải mái thì kia chính là lối ra. Xin mời. Tôi không giận và cũng không trách gì đâu. Không có ai rời đi đúng không? Học với tôi không phải căng thẳng đâu nhé. Ai muốn ngồi thế nào cũng được. Nhưng mà bạn nữ ơi, ngồi gọn lại chút có được không? Kẻ tôi lại không tập trung giảng bài được. Đừng mà. Đừng. Cứu với. Như mọi người đã biết, nội dung về công việc đa phần sẽ liên quan tới tài liệu hợp đồng ký kết. Hàng tháng sẽ phải viết tên họ, cả ngàn lần luôn ấy chứ. Điều đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho tất cả các nữ luật sư tương lai chính là, nếu họ của mọi người quá dài thì tôi cho phép đổi sang dùng họ của tôi nhé. Bởi vì họ của tôi ngắn và cũng là thứ duy nhất ngắn trên người của tôi nữa. Sẵn sàng chưa nào? Nào, vào nội dung thôi. Ngày đầu ôn thi thế nào rồi? Hắn tới làm giảng viên. Ai? Tên Carafon sao? Dân. Thế cô có ổn không? Không hề. Tôi vô cùng không ổn. Tôi không thể chịu nổi nên mới rời đi trước đây. Tôi nghĩ tôi không chờ nữa đâu. Bao giờ chúng ta mới bắt đầu làm việc mà chúng ta nên làm đây? Vậy để tôi về Bangkok luôn.